Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Soraya Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một ít phần lan đơn cam. Và đơn cam này có nguồn gốc xuất xứ là từ vùng rừng Mang Giang của Gia Lai nhé mọi người. Đó thì em chia ra làm hai loại, loại đầu tiên là đơn cam rời và loại thứ hai là đơn cam nguyên bản nhé mọi người. Đó thì em sẽ đi quay lần lượt từng phần cũng như báo giá luôn. Đầu tiên là em có đơn cam rời, thì đơn cam rời có tổng 12 phần thì em chia đều như nhau luôn. Đó, một phần thì được nhiêu đây mọi người. Đó, và giá của một phần là 300 ngàn nhé mọi người. 300 ngàn trong phần đơn cam rời thì nó tầm cỡ 10 tới 12 dề. Đó. Thì trong dề thì nó có mầm, những mầm rất là to luôn. Đó. Tuy nhiên cũng có những mầm rất là nhỏ, đó, nhỏ xíu vậy thôi. Đó, thì em chia đều các phần như nhau rồi, phần nào nó cũng có phần to, phần nhỏ nó bù trừ cho nhau. Đó. Thì đơn cam rời đây mọi người có thể mua về để chúng ta thích tự ghép thì chúng ta mua nhé. Giá chỉ 300 ngàn một phần thôi. Đây, đó, các phần thì em chia đều như nhau rồi. Em quay sơ tí cho mọi người xem. Cũng có nhiều thân rất là nù mập. Và mọi người mua đơn cam đợt này là dịp đẹp nhất, bởi vì đợt này là chưa ra hoa, thì mọi người mua về trồng chăm sóc thời gian là sẽ có hoa cho mọi người chơi luôn. Đó. Thì đây, một phần thì nó tầm mười mấy dề, thì em bán theo phần, theo số dề thôi nha mọi người. Bởi vì cái hàng đơn cam của Tây Nguyên rất là hiếm, nên không thể nào mà bán theo ký được. Nên bởi vậy mọi người đừng có hỏi em là một phần được nhiêu ký đâu nha, cứ bán theo phần theo dề thôi. Một phần là 300 ngàn nha mọi người. Sang loại thứ hai là em có đơn cam nguyên bản. Thì đơn cam nguyên bản thì em cũng chia ra thành các phần đều nhau rồi. Thì một phần nó tầm cỡ 5 dề, thì trong đó có 1-2 dề to đó, có những dề rất là to luôn. Và cũng có những dề rất là nhỏ đó. Những cái mâm tơ nhỏ đây vẫn cho ra hoa được nhé mọi người. Mọi người cứ yên tâm. Còn đây mọi người muốn biết, thực sự là mỗi lần quay thì em cũng phải quay đi quay lại để cho mọi người biết là cái hàng đơn cam tuy nhỏ nhưng mà nó vẫn đủ khả năng ra hoa. Đây mọi người xem, những cái mâm tơ rất nhỏ đó, vẫn đủ khả năng cho ra hoa. Vậy vậy nếu mọi người về thấy những cái phần đơn cam nguyên bản nó có mầm nhỏ thì cũng đừng quá lo lắng là sợ nó chết hay là nó không ra hoa rồi. Cái đặc điểm của đơn cam nó rất là hay. Những cái mầm chút xíu thôi mà hoa thì vẫn ra ầm ầm. Mầm nhỏ rất nhỏ thôi nhưng mà hoa thì to, to gấp mấy lần cái mầm luôn. Hoa đơn cam thì đây. Đó, một màu cam rất là sặc sỡ và rất là lâu tàn nhé mọi người. Cái này em chơi chắc phải 2 tuần rồi. Đó, thì bữa nay thì mới có một số hoa nó xuống nè. Tuy nhiên hoa này xuống thì hoa kia lại ra. Đó. Và mọi người, cái thời điểm này em nói lại lần nữa, cái thời điểm này mọi người mua đơn cam là đẹp nhất luôn nha. Bởi vì là cây sắp ra hoa, thì mọi người mua về trồng chăm sóc thời gian nữa là sẽ có hoa cho mọi người chơi luôn. Đó, thì em quay sơ qua số phần nè. Nói chung em chia đều các phần rồi, phần nào nó cũng như nhau hết mọi người. Cũng có 1 tới 2 dề to đó, và cỡ 3 dề nhỏ đó. Có những dề rất là nhỏ luôn đó, tuy nhiên là cần có những dề to để nó bù lại cái phần của nó. Hàng đơn cam ngày càng hiếm nha mọi người. Các anh chị người dân đi tầm lan á, thì về mỗi lần là ít thôi. Gần đây thì em cũng phải gom rất là lâu thì mới được đủ các số phần để cho mọi người chúng ta đặt mua. Và đơn cam này thì rất là nhanh, bởi vậy mọi người mua thì chúng ta nhắn tin hoặc gọi điện thật nhanh nhé. Đó. Đây thì em cũng sẽ quay từng phần cho mọi người xem, quay sơ thôi. Đó, mọi người cứ yên tâm là phần nào nó cũng đẹp như phần nào, bù trừ qua lại thôi. Đến đây nữa, đó, cứ phần là 5 dề, giá 450 nha mọi người. Đó, bữa nay giá đơn cam lên cao lắm, thì em vẫn cố gắng em giữ giá cho mọi người như mọi khi thôi. Em vẫn bán một phần là 450, về là mọi người chúng ta có sưu tầm được một trong những cái loại lan rừng mà thuộc dạng quý hiếm và đắt tiền nhất Việt Nam hiện nay luôn. Đó. Đây, mọi người xem. Có những dề thì nó không được dài, tuy nhiên nó rất là nù mập. Đó. Thì nó cũng có thể là tính như một cái mầm rất là dài. Đó. Rồi thì không có nhiều đâu mọi người. Với số lượng người đặt mua đơn cam thì hết rất là nhanh luôn, thường tầm cỡ 2 tới 3 tiếng là hết rồi. Thì mọi người mua thì chúng ta chốt thật nhanh nhé. Và em báo giá lại lần nữa nha, là cứ một phần đơn cam nguyên bản thì có giá là 450 ngàn, thì nó có 5 dề,
trong đó có dề có thân tơ to cũng có dề có thân tơ nhỏ thôi. Tuy nhiên là thân tơ nhỏ thì vẫn đủ khả năng ra hoa nên mọi người yên tâm. Đơn cam rồi thì nó một phần nó tầm 10 tới 12 dề thì giá 300 ngàn nha mọi người. Đó. Thì mọi người chúng ta có nhu cầu mua thì mua đơn cam về tự ghép thì liên hệ luôn nha. Và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu thôi. Đó. Rồi, mọi người mua thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Nói chung là ưu tiên mọi người nhắn tin. Mọi người nhắn tin thì em chốt đơn nó nhanh hơn. Gọi điện nhiều khi chốt đơn không kịp lại dễ bị sốt đơn. Các bác anh chị lớn tuổi ví dụ không biết nhắn tin thì có thể gọi điện cho em nhé. Thì ưu tiên các bác anh chị lớn tuổi thôi. Còn lại biết nhắn tin thì nhắn tin giúp em nhé. Khách mua lần đầu á, mua một phần thì em ship code cho. Còn ví dụ mua nhiều phần thì vô lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Đó là đối với khách mua lần đầu. Một phần thì em ship code cho. Còn đối với khách quen thì thoải mái. Muốn mua nhiều mua. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ.